Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admika. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá cái chiếc Xiaomi 14 này. Mình cũng đã có một khoảng thời gian trải nghiệm là gần 3 ngày từ hiệu năng, từ HyperOS, từ camera, từ pin và sạc trên cái chiếc Xiaomi 14 này. Nên là hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn dành cho những bạn nào đang quan tâm và có cái nhu cầu mua. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Tại vì nói gì thì nói, mức giá của em này đang cực kỳ tốt tại điện thoại hay, rơi vào tầm khoảng 13.7, 13.8 khi mà so với lại mức giá nội địa công bố là 13.5 triệu, đúng không nào? Đấy, cho nên là thật sự là một cái mức giá rất hấp dẫn cho cái chiếc Xiaomi 14 này, được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 đầu tiên. Rồi, quay trở lại với nội dung chính video thì mình sẽ nói về mặt thiết kế. Ban đầu thì mình cũng đã nói trong hai video điểm tin trước đây về cái chiếc Xiaomi 14 là mình không thật sự thích cái thiết kế của nó, nếu mà thông qua cái hình ảnh gọi là render, hình ảnh rò rỉ do các bên họ dựa trên cái ốp lưng và họ thiết kế ra thì mình thấy là thiết kế đó nó xấu. Nhưng mà khi mà trên tay cái chiếc Xiaomi 14 này thì mình mới thấy rằng là cái thiết kế này là một cái thiết kế đẹp các bạn nhé. Nó không có giống 100% như là cái hình ảnh mà kiểu phỏng theo cái ốp lưng, nên thiết kế trên Xiaomi 14 đối với mình gọi là chuẩn gu luôn, rất là đẹp. Đấy, mặt lưng cái thứ này kia là nhám mờ này, hạn chế hiển thị dấu vân tay và mồ hôi, hạn chế hiển thị chứ không phải là hạn chế bám các bạn nhé. Tại vì nghiêng dưới nhiều cái góc ánh sáng khác nhau thì nó vẫn sẽ hiện lên rất là rõ. Module camera thì siêu lồi luôn, siêu to khổng lồ các bạn nhé. Nếu như mà đặt trên cái con Xiaomi 14 Pro ấy, với cái thước màn hình lên tới là 6.7 mấy inch đó mình quên mất rồi, thì nó sẽ là hợp cả hơn. Còn em này thì kích thước tầm 6.36 thì trong nó sẽ giống như là iPhone 15 Pro vậy, nó sẽ hơi to. Vì màn hình mặt trước thì cũng là siêu mỏng luôn, cầm dưới thì về mặt thông số nó sẽ hơi dày hơn một tí, nhưng mà cũng không có dày hơn ba cạnh viền còn lại đáng kể, cho nên là nhìn tổng thể là nó giống như là kiểu móng đều nhau vậy. Đó, cái form của con này thì về cơ bản là nó cũng sẽ giống na ná như là cái chiếc Xiaomi 13 trước vậy, không có cái sự khác biệt quá nhiều đâu. Cầm rất là gọn trong lòng bàn tay như thế này. Xiaomi 14 giờ đây cũng đã có cái công nghệ tần số quét thích ứng rồi, tức là nó sẽ giúp là hiển thị tần số quét đúng với lại cái phần nội dung hiển thị hơn, từ đó là tiết kiệm pin hơn. Thì đây cũng là một điểm mà đánh giá rất cao. Tần số quét 120Hz cũng rất mượt mà. Độ phân giải thì cũng đã được nâng cấp từ Full HD lên thành là 1.5K, cũng rất là sắc nét các bạn nhé. Độ sáng rất cao lên tới là 3.000 nits. Tuy nhiên ấy thì mình trải nghiệm thực tế, mình đang sử dụng 15 Pro Max có độ sáng khoảng 2.000 nits thì mình biết là cái ngưỡng 3.000 nits nó sẽ như thế nào, nó gấp rưỡi như thế. Tuy nhiên thì khi mà mang ra ngoài trời có so sánh thì nhìn chung cái sự khác biệt, cái sự chênh lệch nó không quá là rõ ràng. Đôi khi mình thấy là nó cũng hiển thị xem như là iPhone 15 Pro Max chứ nó không có đẩy được lên sáng cao. Nhưng mà tổng thể thì rõ ràng đây vẫn là một cái màn hình vô cùng đẹp. Chỉ có điều là cái 3000 nits nó hơi mờ mờ ảo ảo, hơi mông lung thôi. Đấy. Về phần hiệu năng thì chiếc máy này nó sẽ có là Snapdragon 8 Gen 3. Thì với con chip này, nhu cầu thực tế của mình ấy là chơi tựa game Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến thì nó quá là mượt mà, nó quá là tốt, nó quá là xịn sò rồi. Tuy nhiên nếu như mà so với lại cái chiếc iPhone 13 Pro chạy A15 Bionic của mình thì nó không có bật được 120Hz. Kèm với đó là độ rõ nét cao rồi cái thứ này kia, độ họ cao nhất, mà khi bật lên 120Hz nó sẽ giảm về ở cái mức độ họ rất là thấp, thành ra là nó mờ, nó xấu lắm. Đấy, mượt thì có mượt nhưng mà mờ nó xấu, thì đây cũng là một điểm mình chưa thật sự là hài lòng lắm. Mà kể cả là con 15 Pro Max của mình kia, 13 Pro thì đang chơi max setting ngon lành 120fps, lên 15 Pro thì bây giờ 60fps nó còn khựng lác, trong khi là vừa trải qua 3-4 phiên bản cập nhật phần mềm Liên Minh Điện Thoại rồi, thì cũng không hiểu như thế nào cả. Cái đó là cái thông tin ngoài luồng một tí về cái chiếc 15 Pro Max là chơi game Liên Minh Điện Thoại ở thời điểm hiện tại là chưa mượt đâu các bạn nhé. Còn đối với lại cái chiếc Xiaomi 14 này thì tất nhiên với mức FPS 60 nó ổn định đều đều phà phà luôn, không có bị nóng lát hay là như thế nào cả. Nhưng mà còn nói về việc mà chơi được Genshin Impact hay không thì mình xin thưa là không các bạn nhé. Con chip này thì thực ra về mặt cái khoảng trên điểm số thì mình thấy là đúng, là được xem là trên một đời vậy, điểm số AnTuTu. Nhưng mà nói về cái trải nghiệm thực tế thì nó giống như là Snapdragon 8 Plus Gen 2 vậy. Năm nay thì Qualcomm quyết định là ra mắt sớm luôn cái dòng Snapdragon 8 Gen 3 đó, chứ không có ra mắt 8 Plus Gen 2 như trước kia nữa. Còn về option RAM ROM thì năm nay thì Xiaomi 14 đều hỗ trợ là chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 hết. Ngày xưa là như Xiaomi 13 trước là nó sẽ sử dụng cái phiên bản UFS 3.1 cho cái ROM là 128GB. Còn giờ đây là Snapdragon 8 Gen 3 chỉ hỗ trợ cho chuẩn bộ nhớ là UFS 4.0 thôi, nên là con này cũng đã có cái chuẩn UFS 4.0 rồi. Còn về camera thì camera của nó vô đối ở trong cái tầm tiền 14 triệu này. Với cái chiếc Xiaomi 13 năm ngoái thì mình thấy là vẫn chưa thật sự là khiến cho mình thỏa mãn lắm về phần camera, thì năm nay Xiaomi 14 đã giúp mình thỏa mãn được với một cái chiếc máy giá chỉ tầm khoảng 13.5 triệu như thế này.
thật sự là không có gì để mà chê về cái khoản chụp ảnh của nó bây giờ cả. Mọi thứ đều làm rất là chỉnh chu, rất là tốt. Cái 3X nó là một cái khoản mà mình thấy là nó cân bằng, nó hài hòa nhất. Nhiều bạn bảo rằng là thế sao không lại gần để mà chụp 1X cho nó nét. Nhưng mà thực tế không phải các bạn à. Chụp tele, camera tele nó có cái tiêu cự dài cho nên nó sẽ giúp cho cái chủ thể bên trong bức ảnh nó không có bị méo. Chứ còn mà chụp bằng camera chính lại gần là nó giống như kiểu là mắt cá vậy các bạn à. Nó kiểu nó méo bên này, nó méo bên kia, nhìn khó chịu lắm. Bạn nào mà quen chụp camera tele thì các bạn sẽ thấy rằng là chụp camera chính nó chán lắm. Về khả năng quay video thu âm thì mình cũng đánh giá rất cao. Các bạn có thể xem qua video ở đây. Bây giờ thì mình đang tiến hành là test khả năng thu âm trên cái chiếc Xiaomi 14 này. Đó, và ở đây thì đang có một cái chiếc ô tô đi qua này. Các bạn có thể là đánh giá được cái khoảng về lọc tạp âm nhé. Cái chỗ cầu đỏ đây thì có một công trình đang thi công nữa. Tiếng máy cưa máy cắt rất là ồn luôn. Và trong quá trình nói như thế thì không biết rằng là nó có lọc được cái phần tạp âm đó và nó giúp cho cái giọng của mình rõ hơn hay không. Mình cũng đã có thử là test ở cái khoảng gọi là đo nhạy sáng trong quá trình quay video, chuyển từ vùng sáng sang vùng tối, thì mình thấy là Xiaomi 14 làm cũng rất là mượt mà. Về khả năng chống rung thì cũng cực kỳ ổn luôn. Với video có độ phân giải 4K 30 frame mình đang cho các bạn xem ở đây. Về khoảng quay video và thu âm như thế này thì mình thấy rất là ưng rồi. Con này thì nó cũng sẽ có thêm hai cái tính năng mình thấy rất là hay nữa, đó chính là cái tính năng Motion Tracking Focus, tức là chụp những cái vật thể chuyển động thì nó bắt chết được chuyển động luôn. iPhone thì cũng đang làm rất tốt về khoản này, nhưng nó là nó chụp tự động cho nên là kiểu nó hên xui nữa các bạn. Nhưng đối với lại Xiaomi thì chỉ cần bật cái tính năng này lên là 10 bức như một, nãy bức nào nó cũng chụp bắt nét được hết, cho nên nó cho mình một cái cảm giác rất yên tâm khi mà có cái nhu cầu chụp bắt chuyển động như thế này. Rồi là cái chế độ chụp tiêu shift nữa, cảm giác như là mọi cái vật xung quanh nó thu nhỏ lại giống như đồ chơi vậy, cũng là một điểm mà mình thấy rất là hay. Về phần camera thì các bạn cứ yên tâm rằng là em này sẽ cho ra cái chất lượng tốt nhất, ngon nhất, xịn nhất trong tầm tiền rồi, không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Từ chụp ảnh đến quay video đến thu âm đều làm rất tốt. Và trước đây mình đã từng đọc comment của một bạn bảo rằng là camera Leica của Xiaomi ấy, không hiểu sao khi mà mua về chụp cảm giác nó cứ tối tối. Thì thực tế là do bạn sử dụng cái bộ lọc màu Authentic cổ điển của Leica. Đối với lại trên những chiếc điện thoại Xiaomi mà có kết hợp camera với Leica ấy, thì nó sẽ có hai bộ lọc màu, một là Authentic, hai là Vibrant. Vibrant nó sẽ là một cái màu mà Xiaomi kết hợp với Leica để mà đưa ra một cái phần tông màu nó rực rỡ, nó nịnh mắt. Đấy, thì nếu như mà bạn muốn chụp nó nịnh mắt như là đồ ăn, cây, cỏ, hoa, lá, vườn thì có thể là chuyển sang cái chế độ Vibrant. Chắc chắn lúc đó màu sắc nó sẽ cực kỳ tươi và nịnh mắt như cái phần mình đang so sánh ở đây. Đấy, cho nên lưu ý giúp mình về khoản này nhé. Loa kép của con này thì mình thấy rằng là nó cũng rất đỉnh luôn. Âm lượng của nó siêu to khổng lồ này, bass đặc chất sâu. Kể cả là khi mà các bạn nghe những cái tiếng ở cái dãy mic như là guitar rồi là piano, các kiểu giọng hát của ca sĩ, thì nó vẫn đảm bảo được một cái chất lượng trong trẻo. Nói chung loa này cũng là loa chuẩn flagship. Pin của con này thì cũng được nâng cấp lên một tí xíu, giờ đã là 4600 rồi, kèm với đó là sạc cũng là 90W. Đấy, cho nên là thành ra là bây giờ kết hợp lại những cái thông số có trên cái chiếc máy này thì đúng là nó cho ra một trải nghiệm vô đối luôn. Bạn nào mà cần một thiết bị nhỏ gọn, mạnh mẽ, màn đẹp, camera đẹp, pin trâu, loa hay, sạc siêu nhanh thì đúng em này chứ em nào nữa. Con này thì cũng đã được nâng cấp lên thành là USB 3.2 chứ không còn là USB 3.0 như thế hệ trước, nên là cái việc copy dữ liệu thứ này kia vào bên trong máy tính nó cực kỳ là đơn giản. Vậy còn các bạn mà nghĩ sao về cái chiếc Xiaomi 14 này? Mình thì mình thấy là con này nó không có điểm chết các bạn nhé. Con này thật sự là nó không có một cái điểm gì mà để chê. Nếu mà ở trong cái tầm tiền này nó gọi là vô đối luôn các bạn à. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.